Bây giờ mình sẽ đi vô, đây là cái đường đi vô Baby Beach nha cả nhà nha. Đây. Các chế cứ tới ngay chỗ cái ngã tư. Nhìn xa xa kia các chế có thấy cái chỗ mà cho thuê ghế đâu không? Đó, là ngay cái ngã tư này. Nó ghi ở đây có cái bảng là Front Street Apartment. Ok. Đường này gọi là Front Street. Là con đường mặt biển nha cả nhà. Đó, thì ngay cái ngã tư này. Đây, cái đường này tên là Kai Pali Place. Ok. Đây là cái lối đi vô. Đi đến đây thì không khó, rất là dễ đi, nhưng mà cái vấn đề là kiếm. Tưởng đó là sẽ kiếm ra cái đường đi xuống biển. Nó có một cái lối nhỏ đi riêng ở đây. Nó để cái bảng này: Private Road Beach Access. Đó. Đây. Đây, cái lối này mới là cái lối đi vô bãi biển nha cả nhà. Cái lối nhỏ bên hông. Đây là cái public access đi vô bãi biển. Đó. There you go. Đây gọi là Baby Beach ở La Hai nè. Cả nhà có thể đến đây đi ăn trưa, đi shopping ở cái khu outlet mall, xong rồi đi ra đây. Cái bãi này vô cùng an toàn, gọi là baby, cho nên là mới gọi là Baby Beach, tại vì nước nó rất là trong, rất là ấm, và nó khá là cạn, nó không có sâu. Cái này là người lớn tuổi hoặc là con nít đi đến ở chỗ này cực kỳ an toàn, an tâm, vui chơi thoải mái cả ngày luôn. Cảnh đẹp cực kỳ luôn. Đây. Ok, đây, mình đã ra tới biển. Hồi sáng này thì cả nhà đi đi helicopter, đi trực thăng tham quan cảnh từ trên cao, cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Xong rồi đi xuống đây đi ăn trưa, thì sáng mình khởi hành mình đi sớm, xong rồi sáng đi trực thăng xong thì đi xuống thẳng dưới này đi vô ăn trưa, ăn trưa xong thì đi shopping một chút rồi chạy qua đây. Đó, hồi lần trước mình qua đây thì mình thấy mình tắm ở đây, nhưng mà Kim còn thấy một đàn cá voi 4-5 con nó nhảy tưng bừng ở đây nữa. Đó. Cái bãi biển rất là đẹp cả nhà. Mà đi xa thiệt xa ra ngoài kia thì nó cũng dẫn tới chừng nước chừng tới ngực thôi à. Chứ nó không có ngập qua đầu. Nếu mà nhìn xa thì các chị thấy là sóng nó vô tới ở ngoài kia là nó bắt đầu nó break, nó không có vô tới đây. Sóng biển nó không có vô tới đây. Bãi biển rất là đẹp luôn, đẹp mà an toàn nữa. Nước trong veo à. Đó. Sao mình có một cái favorite spot ở đây. Nó có một cái bãi cỏ. Cái là mình đi vô đây, nó có mấy cái cây bàn. Dạ, nắng luôn, ai thích phơi nắng thì ra ngoài bãi cát, còn không thì mình đi vô đây. Đó, mình thích cái chỗ này cực kỳ luôn, tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần đem cái tấm trải. What's that? What? In there. Next to the people on this side. Đây. There we go. Okay, got the spot. À, mình trải thảm ở đây. Dưới bóng mát coi cái bãi cỏ. Đi tưởng không? Take the sunglasses off. Great.
nhà thấy cái view đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? À. Rồi. Mình muốn đi bộ dọc bãi biển, mình có thể đi bộ dọc đằng kia. Cái bãi nó cong lên đẹp lắm. Mình chụp hình cũng đẹp nữa. Bãi cát rất là trắng, nước thì trong veo à. À, ý tưởng ha. Rồi, chào cả nhà. Chúc cả nhà nếu mà tới Maui thì đến bãi biển này chơi vui vẻ nha.